Vâng, Yên Bonsai xin kính chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi video trên kênh Yên Bonsai nhé. Đấy thì tiếp tục cái chuyến đi Thanh Hóa, hôm nay là mình có mặt tại vườn Nhanh Tiến. Đấy. Thì link lên ở trên Facebook của anh ấy là Tuấn Anh anh em nhé, Tuấn Anh cây cảnh đấy. Đấy, trong đây cả như vườn trong đây có rất nhiều tác phẩm quý. Đấy, quay riêng cho tổng thể cho anh em xem, và tí nữa mình sẽ review một số cái tác phẩm tiêu biểu ở vườn của anh Tuấn cho anh em cùng xem nhé. Đấy, một cái không gian rất là đẹp các bạn nhé. Ở trên kia của anh cũng rất là nhiều tùng. Đấy. Ở ngoài này là một số cái tác phẩm xanh to các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ chọn những cây đẹp nhất thì mình quay review cho anh em cùng xem. Đấy. Kính mời tất cả các bạn cùng theo dõi cái video nhé. Đấy, đầu cuốn video này thì Yên Bonsai giới thiệu anh em là một cái tác phẩm xanh cổ của anh em nhé. Một cây xanh cổ rất là khủng. Đây. Cây rất là sạch các bác nhé, không có một rễ tơ rễ nhỏ bé tí nào luôn. Tí nữa trong kia thì mình sẽ quay cho anh em ở phần sau cái video là một số cái tác phẩm hàng nhỏ hơn. Đây là một số cái hàng to mà anh ấy đặt ngoài này. Một cái tác phẩm tung la hán trực. Cây này cao khoảng tầm 2,5 m các bác nhé. Rồi, tiếp theo là một số cái tác phẩm xanh. Nay buổi chiều hôm nay view thời tiết rất là đẹp các bác nhé. Thế mà thời tiết dự báo nó lại mưa làm anh em cứ hoảng hết cả loạn lên. Đây, một cái tác phẩm xanh dáng làng kỳ đá. Thì video này up trực tiếp thì tí nữa mình sẽ và anh đọc trực tiếp cái số ở trên đây luôn anh em nhé. Anh em vừa phi di đâu ấy, tẹo nữa anh về mình và anh em đọc cho cái số trực tiếp để các bác tiện anh em liên hệ. Hãy quay cho anh em một dãy cái tác phẩm to này trước. Là một cây xanh răng nàng các bạn này. Cây cứ già mà sạch là nhìn là phê rồi. Dáng cổ ngày xưa anh em nhé, lành tít không một vết sẹo nào luôn. Tiếp theo là một cái tác phẩm xanh trực các bác nhé, ba cái kê cả những cái đôn ở trên phía trên cái luôn, bên những phía trên khó thì bác cái kê được. Kia là một con si này. Đây, một cái tác phẩm xanh trực cổ. Quay sát cái bệ này vanh của nó khá to anh em, cái bệ này vanh của nó khoảng tầm 100 hơn 100 120 đấy. Bên trong kia là không đứng anh em, chỉ quay được phía ngoài thôi. Thân nó cũng giờ rất là lành, lành tít rồi. Hầu như là cây răng cổ này là ít sẹo anh em, nó không phải hàng đục đẽo bây giờ nên là cây nó không có sẹo mấy. Đấy, quay cho anh em mà cuốn video này hết một cái dãy này. Cây này trước nó gần như là một cây long các bác nhé. Trước cái tay một đây, tay hai ngọn kia, bây giờ bác phá ra bác phân tay bác làm. Cái này trước như là cây long làm lại anh Tuấn nhỉ? Vâng, bây giờ nó vẫn là cây long, ý là nó chia tay không như đợt trước là nó làm kiểu như ngọn này làm chung ấy, bây giờ là vâng. Trước bây giờ nó tách ra làm tay thôi đúng không? Trước cái ngọn này làm 3-4 tay, trước nó là một cái tay to này.
xem bộ khung dán tay của nó rất là nét. Nói chung là những cái tác phẩm này được bác các bác chăm chút rất là kỹ, cây lúc nào nó sạch. Đây. Một cây trực cổ đây anh em này. Cây này mà bây giờ là nếu mà các bác mà săn được ở nhà dân ấy mà kiểu gì là các bác về cũng giật giật lại lấy được cái cốt này không này. Đấy. Các ông kiểu gì giật chỉ lấy đến đây này. Để làm thành một cái cây lùn anh em ạ. Đấy, cả cả những cái tay là các bác giật ngắn lại làm một cái cây dáng làng. Nhưng mà những cái cây này thì nó là hàng kỹ không phải để sống. Đa số những cái hàng dán tầng anh em phá ra là săn được nhà dân thôi. Những cái tác phẩm hoàn thiện này thì nó già này già chỉ việc chơi thôi. Cây này mới ở cây bên này anh em nhé. Đây, cây long lùn này với cây long bên này, một cây trực ở giữa này. Cây này chắc các bác đặt theo kiểu này là hình như là để theo thành một cái bộ luôn đấy anh em nhé. Đấy, mình đặt thế này thì nhìn đúng theo bộ ba rồi. Ừ. Hai con long này thì thân pháp thì gọi là một con 19-10 luôn. Để kiến được một đôi long bây giờ mà nó giống nhau y đúc thì hơi khó, chỉ có đa số là 18-10, 19-10 là ác chiến lắm rồi. Một tác phẩm ngâu trực. Một tác phẩm ngâu trực cao khoảng tầm 2 mét anh em nhé. Lâu lắm mới một thấy một cái cây ngâu hoàn thiện nó to to như này. Quanh kia của nó khoảng 6-70 các bác nhé. Đa số ngâu bây giờ người ta làm tán tròn thôi, không làm tay tán như này. Đây, một cái siêu phẩm xanh. Có thể là cái tác phẩm này theo Yên Bonsai đánh giá thì khả năng nó là cái tác phẩm cao tiền nhất ở trong cái dãy này. Đấy. Còn cái tác phẩm kia cũng rất là đẹp. Cái tác phẩm cổ cũng rất là đẹp, nhưng mà ý là nếu mà theo một con mắt của mình nhìn thì cây này khả năng là nó có cái giá trị cao nhất ở đây này. Đây, quay kỹ cho anh em xem cái tác phẩm này nhé. Với cả cái tác phẩm trực này cũng rất là đẹp này. Quay kỹ cho các bác xem cái tác phẩm này. Trước cây này cũng gần như bây giờ vẫn là một cây long anh em, gần như là cây long lùn đấy. Nhìn cái dòng nó lùn lùn này giờ đống dáng cổ thụ giờ đẹp các bác nhỉ, nhìn quá phê luôn. Phía sau này thì nó bên trên cái vỉa hè mình không quay lên được. Đấy, một cái cây long lùn khá là ok. À, thì mình sẽ lấy cái ảnh này làm ảnh đại diện các bác nhé. À, ok. À, dãy này còn hai cái nữa là mình review cho anh em xem nốt hai cái cây ở bên kia này. Video sau mình sẽ review cho anh em một số cái tác phẩm tầm trung tầm nhỏ hơn ở bên trong vườn. Một cái tác phẩm xanh cũng rất là già các bác nhé. Tay tán nó hoàn thiện rất là đẹp rồi. Còn bên đây là một cái con trực cổ anh em nhé. Cũng là một cái con tán tầng, gần như tán tầng. Con này vào nhiều tay đại ca mà cắt ra lấy cái mẹ không nhìn nó ác chiến ấy. Đấy, vừa rồi là Yên Bonsai giới thiệu cho anh em là một số cái cây ở dãy ngoài của nhà anh Tiến nhé. Bây giờ mình sẽ giới thiệu anh em là cái dãy bên trong kia. Đây. Một cái dãy rất là dài, khoảng tầm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cái tác phẩm ngoài này. Bây giờ thì cuốn video sau này anh em sẽ xem, mình sẽ giới thiệu anh em xem một số tác phẩm rất là đẹp bên trong vườn này nhé. Đấy, tác phẩm nhỏ hơn.